Nếu một người mẹ bỉm muốn kiếm tiền ở nhà nhưng không có vốn, có nhiều cách để bắt đầu. Dưới đây là một số ý tưởng. Bán hàng trực tuyến. Mẹ bỉm có thể bắt đầu bán các sản phẩm thông qua các kênh bán hàng trực tuyến như Amazon, eBay hoặc Etsy. Nếu mẹ bỉm có thể làm thủ công các sản phẩm, ví dụ như làm quà tặng handmade hoặc trang trí phòng khách, mẹ bỉm có thể bán chúng trên các nền tảng này. Dịch vụ trực tuyến. Nếu mẹ bỉm có kỹ năng viết lách, tạo nội dung hoặc thiết kế đồ họa, mẹ bỉm có thể cung cấp các dịch vụ trực tuyến như viết bài blog, tạo nội dung cho website, thiết kế đồ họa cho các doanh nghiệp hoặc tư vấn kinh doanh. Bán hàng trực tiếp. Nếu mẹ bỉm có kỹ năng bán hàng, mẹ bỉm có thể bắt đầu bán các sản phẩm trực tiếp tại các chợ, triển lãm hoặc các sự kiện địa phương. Trở thành một freelancer. Nếu mẹ bỉm có kỹ năng trong các lĩnh vực như thiết kế đồ họa, viết lách, phát triển web, mẹ bỉm có thể trở thành một freelancer và làm việc với các khách hàng từ xa. Tư vấn việc làm. Nếu mẹ bỉm có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghề nghiệp, mẹ bỉm có thể tư vấn về việc làm và hướng dẫn các ứng viên trong quá trình tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, mẹ bỉm cần phải lưu ý rằng, kiếm tiền ở nhà đòi hỏi sự nỗ lực và chịu đựng khó khăn trong quá trình khởi động. Mẹ bỉm nên xác định một mục tiêu cụ thể và tập trung vào việc tạo ra giá trị và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ tốt cho khách hàng của mình.